thị trường tiếp tục bật tăng và nguyên nhân chính vẫn đến từ những cổ phiếu trụ. Và rất có thể là sau những cái phiên này, thị trường sẽ có một phiên bùng nổ cực kỳ mạnh. Và những cái cổ phiếu nhân tố chính để kích hoạt cho một cái cú bùng nổ này là những cổ phiếu nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị giải đáp cái thắc mắc này nhá. Ok. À, thì lần đầu tiên thì cho mình gửi lời chào đến các anh chị đang theo dõi kênh YouTube của công minh. Và ngày hôm nay à, trước khi mà chúng ta à, trao đổi với nhau về thị trường trong phiên ngày mai và sắp tới thì mình sẽ cho các anh chị xem về một cái biểu đồ của thị trường trong cái thời điểm năm 2021 mà các anh chị nào mà theo dõi kênh của mình ấy, thì chắc chắn là các anh chị đang đã rất là rõ về cái thời điểm này rồi nhá và mình cũng lấy ví dụ rất là nhiều và bây giờ là mình sẽ lấy lại ví dụ này đây chúng ta nhìn này trong cái thời điểm của thị trường này nhá nó cũng có những cái trạng thái mà nó rũ mạnh này sau đó nó kéo hồi lên rất là nhanh và nó mất một khoảng thời gian nó cân bằng đi ngang được chưa và cái vùng này nó là một cái vùng mà mọi người kiểu fomo nhá mọi người fomo vào đó và sau khi mà mọi người phô mô phô mô cực đại thì nó bắt đầu nó có những cái cú rũ nhà nó có bắt đầu nó có những cú rũ rất là nhanh và mạnh để nó loại bỏ hết tất cả những nhà đầu tư nào đang đu bám trên thị trường hiện tại mà không có được một cái vị thế tốt sau khi mà nó rũ xong thì nó sẽ có những cái trạng thái mà nó rút chân lên rất là nhanh và thị trường nó liên tục được kéo điểm nhá liên tục được kéo điểm chúng ta nhìn thấy ba phiên kéo điểm liên tiếp và đa số đến từ những cổ phiếu trụ vậy thì những cái cổ những cái thời điểm mà thị trường nó kéo lên bởi trụ như thế này nhé Sau một cú rũ ấy thì nó sẽ nó sẽ nói lên cho chúng ta những cái điều gì? Thứ nhất đó chính là với những ai mà đu ở những cái thời điểm mà thị trường nó đi ngang này nhá. Đấy đu ở những thời điểm mà thị trường nó đi ngang mà không phải là những cổ phiếu khỏe, không phải là những cổ phiếu kênh trên. Mình lấy ví dụ như là chúng ta uh, đánh những cái cổ phiếu như là VHC trong cái giai đoạn này. Được chưa? Mà chúng ta lại là, là những người mà đu ở những cái vùng trên đúng không? Đến những cái thời điểm mà thị trường nó quanh quanh một 160 đến một, một, một 80 và 190 rồi chúng ta mới bắt đầu đu vào ấy thì lúc đấy sẽ làm sao sẽ bị kẹt ở cái đoạn mà nó rũ được chưa kẹt ở những đoạn nó rũ này và những cái thời điểm mà thị trường nó kéo lên nhanh ấy và thậm chí là nó quay trở lại đỉnh mà nó chủ yếu nó kéo bằng trụ nó sẽ làm cho những cái nhà đầu tư như vậy nhá vẫn tiếp tục kẹt hàng được chưa và gần như là không về được lại cái giá vốn để làm sao để thoát đấy một là nó sẽ rũ rũ hết những nhà đầu tư nào được chưa đủ đây đấy ai mà kiểu không gan lì thì sẽ làm sao sẽ bị rũ hết còn ai mà gan lì thì thậm chí là sẽ bị nhốt tiếp ở những cái giai đoạn sắp tới đối với những người mà mua được cổ phiếu yếu. Đấy mua phải những cổ phiếu yếu nhá. Nên là những cái cú mà thị trường nó kéo thật nhanh như thế này này thì chủ yếu ấy là nó làm sao? Nó bỏ rơi nhà đầu tư. Đấy, nó bỏ rơi những nhà đầu tư nào mà chưa kịp mua lại ở những cái thời điểm mà thị trường nhúng về quanh 1140 trong giai đoạn này. Nhá. Và nó bỏ rơi những nhà đầu tư nào mà không chịu thay đổi và không chịu cơ cấu sang những cổ phiếu khỏe, cầm phải những cổ phiếu yếu ấy thì làm sao? cứ ôm phải nó thế này đúng không mà thấy thị trường nó vượt thế này thì cũng rất là hy vọng là đúng không nhìn thị trường vượt đỉnh này thì vẫn cầm và kỳ vọng thị trường nó sẽ sẽ kéo những cái con này lên nhá nhưng mà không những cổ phiếu yếu nó vẫn cứ thế mà nó đạp xuống hay lấy một ví dụ khác như là DRC đây chúng ta nhìn con DRC trong giai đoạn này nó cũng xuất hiện những cái trạng thái mà nó bùng nổ xịt đấy chưa nó có những cái trạng thái đây vượt đỉnh thất bại nhá vượt đỉnh thất bại và sau đó nó cũng bị một cái trạng thái rũ của thị trường được chưa? Và ngay sau đó này, dù thị trường nó có bật hồi thì những con này làm sao? Nó cũng chỉ là kéo. Đấy, nó kéo lên thôi, được chưa? Nó kéo hồi lên nhẹ thôi và sau đó đúng không? Nó vẫn cứ tiếp tục bị chiết khấu và điều chỉnh nhá. Nói chung là ai mà đu ở những vùng trên ấy thì chắc chắn là sẽ không về bờ. Đấy, không về bờ. Không về bờ được ấy. Nên nên là cái vùng này nó liên tục nó phải kéo lên nhanh, đúng không? Để làm gì? Thứ nhất là những người mà mua sai thì không thể về bờ được, không có cơ hội thoát hàng nhá. Thứ hai là những người nào mà bán hết rồi và không kịp mua lại ở những thời điểm vùng đáy thì nó kéo lên rất là nhanh và gần như là không dám mua lại, hoặc mua lại nhá, hoặc mua lại mà mua sai cổ phiếu ấy thì vẫn phải dính những cái nhịp như thế này, được chưa? Ví dụ, nếu mà mua lại mua phải những cổ phiếu như DRC đúng không? Thì những đoạn sau dù nó có kéo lên nữa vẫn chết, đúng không? Hay là mình ví dụ nhá. Uh, những cái đoạn này. Đấy. Nó có kéo lên tiếp, đúng không? Đấy. mua đuổi lại đúng không? Nhưng mà mua phải những cổ phiếu kênh giữa, đúng không? Sau đó nó vẫn chỉ kéo lên một đoạn nhẹ và nó lại rũ được chưa? Nên là cái giai đoạn mà thị trường sắp tới này này, mình đánh giá nó cực kỳ hay nhá. Và rất có thể nó sẽ có một phiên đấy, nó bùng nổ mạnh như thế này. Đấy, nó sẽ là một phiên mở biên và thậm chí là vượt đỉnh. Nhá. Và nguyên nhân chính thì theo mình đánh giá là vẫn đến từ những cổ phiếu trụ. Đúng không ạ? Nó vẫn đến từ những cổ phiếu trụ giống như là trong cái giai đoạn này, thị trường vượt đỉnh nhá. Nó đến hầu hết từ những cổ phiếu trụ và bên cạnh đó là những cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Nhưng mà nhóm ngành chứng khoán bật tăng lên song phát này, sau đó nó vẫn bị rũ tiếp, được chưa? Đấy, Chúng ta nhìn nhá SHS đoạn này Bây giờ SHS đoạn này Cũng kéo lên rất là mạnh nhá. Nhưng mà sao? Nó chỉ kéo lên đúng một phiên thôi Đấy chưa? Nó chỉ nhờ Nó chỉ dùng dòng chứng khoán nó kéo lên đúng một phiên thôi Sau đó nó vẫn rũ được chưa? Hay là những cổ phiếu mà Kéo kéo đoạn đấy ví dụ như là có VB Bank nhá. Chúng ta nhìn VB Bank Nếu như mà chúng ta đánh ấy, được chưa? Đây nó là những cổ phiếu mà nó nó kéo thị trường lên này Nhưng mà chúng ta phải để ý này cổ phiếu đấy nó có phải là cổ phiếu kinh trên không? nó có phải là cổ phiếu khỏe nhất của thị trường hay không? Nhá. nếu những cổ phiếu đấy nó là cổ phiếu kinh trên và nó là những cổ phiếu khỏe của thị trường mà nó là cái nguyên nhân để nó kéo thị trường vượt đỉnh ở cái vùng này thì những cổ phiếu đấy chúng ta cần phải tập trung và mua khi mà nó có những cái cú điều chỉnh ở những cái đoạn sau ví dụ đây nó là những cú điều chỉnh này đấy thì chúng ta mua được nhá. Đấy, chúng ta mua được hoặc là chúng ta trước khi trước khi nó bùng nổ này, này thì chúng ta nên tầm ngắm và mua những cổ phiếu như vậy Ví dụ như là VB Bank đoạn này đúng không? Đấy, đoạn này banh uh, trụ nó đang kéo thì chúng ta hoàn toàn có thể mua những cái cổ phiếu này Ở những cái vùng mà nó trước khi nó vượt, được chưa? Đó, thì những cổ phiếu kênh trên như vậy nó mới có tiềm năng Và nó sẽ giúp thị trường nó kéo lên được. Đấy, và chúng ta mua được những cổ phiếu đấy chúng ta sẽ làm sao? Tận dụng được những cái nhịp mà thị trường nó kéo như thế này. Hay là HPG nhé, mình ví dụ Trong giai đoạn đấy những cổ phiếu trụ này nó được kéo lên thì sau đó Yeah. những cái cổ phiếu kênh trên ấy, mà nó mở biên nó kéo thị trường lên để chọn nó là nguyên nhân chính để kéo thị trường lên thì những đoạn sau nó vẫn giữ được cái đà tăng đấy và nó là những cái cổ phiếu khỏe cho đoạn sau đó chứ mà chúng ta mà cứ đánh những cổ phiếu như là SSI, SHS đoạn này hay là DRC hay là VSC mà mình vừa ví dụ ấy, thì thì làm sao chúng ta vẫn cứ bị kẹt hàng đúng không và không tận dụng được những cái nhịp mà thị trường kéo nên là đoạn này mình đánh giá là chúng ta cần phải tập trung vào những cổ phiếu trụ và những cổ phiếu kênh trên nhá yeah. đấy nó sẽ giúp chúng ta có được những cái khoản lợi nhuận tốt khi mà thị trường nó có một cú bùng nổ nó xác nhận như thế này được chưa đấy và những cái cú bùng nổ này này, này thị trường sau đó nó vẫn tiếp tục kéo nhé nó vẫn tiếp tục kéo nhưng mà đa số nó sẽ kéo bằng trụ còn những cổ phiếu khác ấy không phải trụ ấy, không phải là kênh trên ấy được chưa thì làm sao nó cứ thế mà nó đi lình xình cứ thế mà đi lình xình thôi được chưa nó cứ thế đi lình xình ở phía bên dưới thôi được chưa đấy và nó phải sau những cái nhịp rũ sau thì nó mới có cơ hội nó vào một cái sóng mới nhá nên là trước mắt minh đề cập đó chính là cái trạng thái hiện tại là chúng ta cần phải tập trung vào một à, và những cổ phiếu trụ đấy và đánh giá những cổ phiếu trụ như vậy được chưa và chúng ta cũng phải chuẩn bị cho một cú bùng nổ tại sao mình lại nói là chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cú bùng nổ nhá chứ chúng ta đừng để đến lúc mà thị trường nó bùng nổ thật rồi lúc đấy chúng ta mới đu vào ấy, thì rất dễ là chúng ta sẽ phải dính về những cái cái bẫy nhá cái bẫy này có thể là nó sẽ không chỉnh luôn nhưng mà nó sẽ giữ lại chúng ta một khoảng thời gian rất là dài rất là dài luôn ấy, ví dụ như là mình đề cập là những cổ phiếu như là DRC vừa nãy đúng không? Là nó nó làm sao? Thị trường kéo lên, đấy những cái con đấy nó nó vừa nó vượt đỉnh thất bại thì sau đó nó vẫn cứ đi ngang linh xình và thậm chí đoạn sau thị trường rũ này, những con đấy nó sẽ bị rũ rất là mạnh nhá. Rồi sau đó nó mới vào sóng. Đó, nên là mình đề cập là uh, giai đoạn này chúng ta cần phải tập trung cho mình vào những cổ phiếu trụ, bởi vì là để mà thị trường đoạn này để thật sự ấy, nó kéo được vượt đỉnh cái này thì một là nó cần phải có phải có nhóm ngành dẫn dắt hai là nó phải được đẩy lên bởi những cổ phiếu trụ nhá thì chúng ta cũng xem xét là sau cái cú bùng nổ này này chúng ta xem là thị trường nó có nhóm ngành dẫn dắt không bây giờ thì nói thật là chưa có một nhóm ngành dẫn dắt nào để có thể đủ khả năng để kéo thị trường lên nên là mình cho rằng chỉ có thể đến từ những nhóm trụ thôi nhá đấy giai đoạn trước thì mình có đề cập là nếu như mà nó xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt tiềm năng thì lúc này chúng ta cứ cuốn theo nhóm ngành đấy mà đánh nhưng mà đến hiện tại thật sự là nó chưa có một nhóm ngành nào tiềm năng mà thị trường nó đang tiệm cận đến đỉnh rồi được chưa? thì chúng ta cần phải tập trung vào những cổ phiếu trụ, đấy, mà những con trụ ấy, mà nó đánh lên ấy, đấy và nó có những cái trạng thái cân bằng thì lúc ấy chúng ta đánh theo nó ấy, thì nó sẽ tận dụng được những cái nhịp sau, đấy. còn chúng ta mà kiểu cứ đánh bừa và đánh đánh vào những cổ phiếu mà nó không phải là trọng tâm, không có sóng ở nhịp đấy thì gần như là mình đánh giá là chúng ta sẽ không ăn được mấy, nhà không ăn được mấy. Đấy, ví dụ ở đoạn này đúng không? nếu mà chúng ta đánh SSS thì chúng ta cũng chả ăn được gì, đấy ở cái nhịp này này, đấy đúng không ạ? còn sau đó chúng ta sẽ xem xét là những cổ phiếu đấy. Rồi sau đó ấy, là chúng ta sẽ sau cái nhịp mà thị trường nó kéo lên bởi trụ rồi thì chúng ta sẽ xem xét là sau những cái nhịp điều chỉnh nhóm nào nó sẽ dễ và sóng nhất thì đua chúng ta sẽ cuốn theo những cái nhóm đấy thôi nha. Như là cái nhịp đấy của thị trường ấy thì mình thấy là ngoài uh, nhóm trụ thì uh, cũng có cả những cổ phiếu dòng thép nhá. Những cổ phiếu dòng thép nó cũng làm sao? Cũng là những cái cổ phiếu mà nó được được kéo lên rất là mạnh, đúng không? Đấy, mà nó có sóng Đấy, thì chúng ta cũng có thể vừa tìm được uh, nhóm ngành và chúng ta phải đánh theo những cổ phiếu trụ thì mình nghĩ là nhịp này nó sẽ sẽ hiệu quả hơn được chưa đấy là về cái cái view của thị trường nhá cái view của thị trường trong cái thời điểm năm 2021 còn đến thời điểm hiện tại thì sao chúng ta nhìn thời điểm hiện tại thì nó không khác gì không khác gì là mấy đấy về cái form thì mình thấy nó tương tự nhá nó cũng là một cái trạng thái mà thị trường kéo lên nhanh này rung lắc đi ngang này được chưa và sau đó nó rũ bỏ Nhá? nó rũ bỏ thì làm sao nó rũ bỏ hết những nhà đầu tư nào mà kiểu đu bám vào đoạn này được chưa ok còn không hết thì sao không hết thì nó sẽ sẽ giam nhá nó sẽ giam đấy nó sẽ giam. nó sẽ giam nó sẽ giam những cái nhà đầu tư đấy trong một cái nhịp mà thị trường làm sao nó kéo lên thấp đấy nên là ai mà không tỉnh táo ai mà không có cái sự nhận diện thị trường Nó tốt không có sự quan sát về thị trường thì gần như là chúng ta sẽ làm sao trong cái nhịp phục hồi này nó sẽ vẫn cứ nằm im nhá nó cứ vẫn cứ nằm im và nếu mà chúng ta không có cái sự Uh, đảo hàng sang những cái nhóm mạnh hơn ấy thì mình nghĩ là nó sẽ không tận dụng được một cái nhịp và thị trường nó kéo như vậy thì cũng sẽ hơi tiếc và thậm chí là chúng ta sẽ bị đu bám ở những cái đoạn cao hơn nhá nên là trong phiên hôm qua đấy và trước đó mình cũng có đề cập là đây này cái thời điểm mà trước khi thị trường nó mở biên ấy, thì mình đề cập là rất dễ là cái thị trường này nó sẽ mở biên và đến từ chủ yếu là những cổ phiếu trụ bởi vì là mình chưa nhìn thấy một nhóm ngành dẫn dắt nào đúng không thì nó phải đến từ những cổ phiếu trụ để làm gì nó mở biên lên nhanh và nó loại bỏ hết nhà đầu tư đúng không ạ và đến ngày đến những cái phiên ngày hôm nay chúng ta nhìn này, thị trường nó vẫn cứ thế, đúng không? Phiên thứ tư liên tiếp rồi thị trường xanh rồi, đúng chưa? Mặc dù thanh khoản nó bé nhá, nhưng mà nó chủ yếu là nó đến nó kéo từ nhóm trụ mà, đúng không? Nó chủ yếu nó đến nó kéo từ nhóm trụ. Đấy, và nói thật là bây giờ để thanh khoản quay trở lại thì mình nghĩ là khả năng ấy là nó có một cú bùng nổ. Ấy. Thì lúc đấy là mọi người mới bắt đầu là quay trở lại mọi người mua. Đấy, mọi người mới bắt đầu quay trở lại mọi người mua. Và rất có thể là mọi người sẽ mua lại những cái cổ phiếu mà nó nó chưa bật đấy nó chưa bật và có thể nó không phải là những cổ phiếu trụ đúng không thì lúc ấy mọi người mới bắt đầu đu bám nhá mọi người phải vượt lên thế này, này. mọi người mới bắt đầu đu bám thì cái lúc đấy thanh khoản nó mới nhiều được chưa và đến lúc thanh khoản nhiều ấy nó sẽ làm sao dùng lắc dung giật dung lắc dung giật được chưa nó vẫn cứ kéo bởi trụ thôi nhưng mà những cổ phiếu uh, mid cap chẳng hạn nhá mà nó chưa có nhóm ngành dẫn dắt ấy nó chưa có sóng ấy đấy mà nó vượt nghìn ba thì khả năng là nó kiểu nó nó vẫn cứ chữ ở cái vùng đấy và nó không tăng được bởi được chưa và nó nó gọi gọi như là nó giam và thậm chí là nó sẽ rũ những cái nhịp sắp tới nữa nên là các anh chị đánh cũng phải cẩn thận nha thì đấy là cái vấn đề mà mình đề cập là nếu có thể là trong ngày mai luôn đúng không hoặc là trong những phiên tới mà nó xuất hiện một cú bùng nổ thì chúng ta cần phải chú ý những cái điều như vậy nha thì lúc này chúng ta phải chú ý là đâu là cổ phiếu kênh trên đâu là cổ phiếu trụ kênh trên mà chúng ta cần tập trung thì nếu mà đánh chúng ta nên đánh những cổ phiếu như vậy chứ đừng đánh những cổ phiếu mà nó không có sóng ngành nó cũng đi gọi là nó ở kênh giữa và nó kiểu nó cũng đi đi riêng thì mình nghĩ là cái 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 khả năng mà chúng ta dính phải những cổ phiếu mà nó không chạy nó cao nhá đấy nên là nếu mà xác định mà nó có những cái cú bùng nổ như vậy được chưa mà các anh chị muốn đu ấy thì hãy chọn cho mình những cổ phiếu trụ và cánh trên nhá bởi vì đoạn này nó đang cố gắng nó kéo thật nhanh thật nhanh thật nhanh nó kéo lên thật cao làm sao để giam để loại gọi là gì nhỉ để nó mà không cho nhà đầu tư có cơ hội để mua đấy đúng không nó sẽ phải kéo chỉ số lên thật nhanh đó nên là cái cái đoạn tới nhá các anh chị có đánh thì mình nghĩ là nên tập trung cho mình nhóm kênh trên và cụ thể hơn là những cái cổ phiếu trụ nhá đấy cụ thể hơn là những cái cổ phiếu trụ ôi sau khi các anh chị tắt cái âm thanh đi một xíu à, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy là PLX đúng không ạ Đấy, mới ngày hôm qua mình có trao đổi với mọi người thôi là mình đang thấy là nó có những cái trạng thái siết von được chưa và nó bắt đầu nó có cái dòng tiền mồi dòng tiền mới mà rồi thì rất có thể là phiên ngày hôm nay nó sẽ bật tăng lên luôn đấy và những cái trạng thái của này của thị trường ấy nó sẽ ưu tiên kéo những cổ phiếu trụ đấy chúng ta nhìn những cổ phiếu trụ ngày hôm nay nhá vn 30 đâu chúng ta sẽ thấy là thị trường được kéo lên bởi plx thị trường được kéo lên bởi fpt đúng không hay là gvr đấy vinhome tiên phong banh masan Vinamilk đấy Nó là những cái cổ phiếu trụ Nó đang xanh VPBank BID đúng không Đấy HDB VIX Được chưa Thì mình thấy là cái giai đoạn này thị trường nó Nó đang Nó đang ưu tiên nó kéo những cổ phiếu trụ Và bên cạnh đó nó có một số những cổ phiếu riêng lẻ Và nó là kênh trên Ví dụ như là CFV Có một cú bùng nổ Và ngày hôm nay bật tăng tràn phiên thứ hai nhá Đấy Đấy là những cái cổ phiếu riêng hay là những cổ phiếu kênh trên ví dụ như là bank có lb Bank, nhá đúng không nó vẫn cứ kéo đấy những con bank ấy vẫn cứ kéo Đấy nên là minh cho rằng là cái giai đoạn này của thị trường nhé Rất có thể là nó sẽ có những cái cú bùng nổ Và cú bùng nổ đấy nó sẽ đến từ những nhóm sau Một là những nhóm chứng khoán Hai là banh Và ba là cổ phiếu trụ nhá Có thể là nó sẽ đồng loạt lên luôn Còn nói thật là bây giờ Chúng ta phải chuẩn bị cho mình này Nếu như mà nó có một cú bùng nổ như vậy Các anh chị sẽ mua gì nhá Bây giờ bảo banh Mình nghĩ là không nên mua Đấy banh thì chưa nên nhé Bởi vì nó vẫn chủ yếu nó đang ở những cái trạng thái mà nó tích lũy nền thôi đây chúng ta nhìn về nhóm banh này này Đấy, nếu mà nó có bùng nổ chúng ta đừng có vội mua. Đấy. Đây ví dụ nó vẫn đang ở những cái vùng nền này này, đúng không? Mà bây giờ mua nó sẽ rất là là trông chênh và nó đây trông chênh, đúng không? Trông chênh. Đấy, ví dụ như là HDB kéo lên đến những cái một tí nữa là nó đến cái vùng cản rồi đúng không? Thì theo mình là nếu mà xác định mua nhé mua khi mà nó nó rũ ở đoạn sau ấy, giống như con SSI mà mình vừa chia sẻ thì nó sẽ hay hơn. Hay là kể cả những cái cổ phiếu nhóm chứng khoán nhá, nó có những cái trạng thái mở biên và nó bật tăng lên với thanh khoản lớn thì mình cho rằng đây nó cũng chưa phải là những điểm mua được chưa đấy bởi vì là dù nó có kéo lên đoạn nữa thì nó vẫn có những nhịp rũ thì sau những nhịp rũ đây chúng ta đánh nó sẽ ok hơn nhá chúng ta đừng có nên thấy mà thị trường nó vượt đỉnh đấy để mình cảnh báo trước cho các anh chị thôi đó chính là đoạn này mình sẽ không ưu tiên chúng ta mua đuổi được chưa mà mua đuổi là chúng ta cần phải có sự sự chọn lọc đấy nên là mình cũng đề cập ra cho các anh chị về một cái vấn đề là nếu mà thị trường nó bùng nổ nó vượt lên đúng không đấy thì chúng ta sẽ phải làm gì đúng không chứ chúng ta bây giờ chúng ta đoán thì cũng để làm gì đâu bây giờ thì đa số là mình thấy là mọi người đều đều gọi là đoán là thị trường nó đang chạm cản ở đây và nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh xuống thì mình cho rằng những cái nhịp điều chỉnh xuống ấy thì nó là những cái trường hợp nó quá bình thường và làm sao chỉnh xuống thì chúng ta sẽ mua ở những đoạn dưới này thôi đúng không đó nhưng nhỡ nó có những cái cú mà nó nó đi ngược lại so với số đông nhá nó sẽ có những cái cú bùng nổ là mình mình đang thiên về cái trường hợp này nhiều là nó có những cái cú bùng nổ được chưa nếu có cú bùng nổ thì các anh chị cần phải biết là chúng ta mua gì và chúng ta không nên mua gì đó chúng ta không nên mua những cổ phiếu mà nó bị nổ xịt được chưa nó bị phá vỡ giả minh ví dụ như là drc này minh sẽ không mua đấy giống như là cái trong trường hợp vừa nãy ý, là mọi người thấy nó bùng nổ và mọi người nhìn là những cổ phiếu này nó cũng ok đúng không mọi người cố gắng mua thì có thể là nó sẽ như thế này nhá đấy và nó sẽ mất thời gian là như thế này được chưa đấy đấy là một cái uh, cái, uh, cái 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 view để trao đổi trước với anh chị đúng không còn tất nhiên là nó sẽ thị trường nó vượt như vậy, tất nhiên là nó sẽ vẫn có những cổ phiếu riêng lẻ và nó kéo lên nhá. Nhưng mình nói là về số đông, được chưa? Có nghĩa là trong một cái tổ hợp một cái rổ những cổ phiếu mà nó bùng nổ hỏng này này thì có một ít thôi nó có thể bật lên được cùng với thị trường nhá. Còn đa số nó sẽ không. Đấy thì chúng ta nên tránh. Giống như là nhóm chứng khoán nó đang ở kênh giữa, nếu nó có bùng nổ lên nhá thì mình cho rằng chúng ta cũng không nên không nên mua đấy không nên mua đuổi những cổ phiếu mà nó đang ở kênh giữa mà nó bùng nổ lên được chưa nó cũng chỉ là những cái trạng thái mà nó dùng cả cái dòng này để nó kéo lên đấy và kéo lên xong thì nó nó lại tịt nhá còn những cổ phiếu nào chúng ta nên mua nhá bây giờ đến những cổ phiếu chúng ta nên mua này đấy thì cái phần này mình cho rằng quan trọng hơn đó thì nếu mà thị trường này nó vượt đỉnh nhá mà nó được kéo lên bởi những cổ phiếu trụ kênh trên đấy, thứ nhất là kênh trên đã này là cái khía cạnh rộng hơn thứ hai là cổ phiếu trụ này đấy vừa kênh trên vừa trụ thì càng tốt nhá được kéo lên bởi những cổ phiếu đấy thì mình cho rằng những cái cổ phiếu đấy nó mới đáng để chúng ta làm sao mua đuổi đấy đây là đang nói về vấn đề mua đuổi đấy nhá còn ai có hàng trước rồi và đa phần ấy, là nếu mà các anh chị tham gia vào zoom khuyến nghị và zoom cộng đồng của mình ấy, thì đều hiểu cách đánh của mình đó chính là minh chỉ đánh ở những thời điểm mà thị trường điều chỉnh và chuẩn bị trước cho một cái kịch bản tốt đấy, chuẩn bị trước cho một cái kịch bản và đến lúc nó đánh rồi chúng ta luôn là những cái người đầu tiên đấy chưa? ạ và chúng ta cần phải chuẩn bị trước đấy nên là nếu mà thị trường có bùng nổ lên nhá thì chắc chắn là những cổ phiếu kênh trên của mình, ấy, mình đề cập ấy, là nó sẽ là những cái con mà nó sẽ nó sẽ là những con mà chúng ta được hưởng lợi đến thời điểm này ấy, là nó sẽ được hưởng lợi chứ không phải là đến lúc đấy chúng ta mới tìm là chúng ta mua gì nhá chứ mình biết là nhiều người cắt từ những cái thời điểm này này nhá và bây giờ chưa chưa mua được hàng ấy, thì rất là sốt sáng đúng không? rất là sốt sáng và đang không biết mua gì đấy vẫn đang cầm tiền đúng không thị trường nó cứ kéo lên như thế này thì làm sao với với cái trạng thái mà thanh khoản nó không có thì đa phần là mọi người vẫn làm sao? lưỡng lự không dám mua nhá. Nhưng mà mình đảm bảo chỉ cần có một cú bùng nổ thôi, là mọi người lại bắt đầu mọi người lại vung tiền Và mọi người mua, mua đuổi nhá. Mà mọi người vung tiền như vậy mà mọi người lại không biết mua được cổ phiếu nào nó là cổ phiếu tốt nhất ấy. thì như vậy nó sẽ là thiệt thôi. Được chưa? Bởi vì nói thật là đến lúc mà nó bùng nổ, mọi người sẽ đua nhau mua đúng không? Người thì DIG, người thì VND, người thì PDR, người thì DIG đấy rất nhiều. Đấy Novaland đấy mình ví dụ như thế. Nhưng mà mình nghĩ rằng những cổ phiếu đấy nó không phải là những cổ phiếu mà chúng ta tập trung cho nhịp này, nhá. đấy cổ phiếu kênh trên và trụ, thì chúng ta sẽ nhìn qua những cổ phiếu kênh trên và trụ thì mình cho rằng là những cổ phiếu này nó sẽ giúp thị trường nó nó bật tăng và kéo lên tốt. mình ví dụ, uh, ngày hôm nay thì mình có lấy ví dụ về PLX rồi, đúng không? và PLX đến ngày hôm nay nó đã có một cái cú bùng nổ lên, thì trước mắt là chúng ta đang có được một cái vị thế tốt, nhá, đang có được một vị thế tốt và nếu như mà trong những phiên tới mà những cái con phê lưới này nó tiếp tục nó kéo lên với những cái phiên mà thanh khoản nó đánh hai phiên liên tiếp lên thì mình cho rằng những cái điểm đấy chúng ta nên canh những cái thời điểm mà nó nó nhúng xuống ấy, để chúng ta gia tăng thì nó sẽ được nhá sẽ được mình cho rằng là những cái trạng thái này ấy, mà thị trường nó có bùng nổ thì những con này nó sẽ là những con mà nó được đánh lên mạnh và nhanh nhá đánh lên mạnh và nhiều hay gọi là có nghĩa là nó sẽ tận dụng được cái nhịp tăng này đây là con thứ nhất phê thứ hai là mình thấy là uh, với FPT nó đang có cái cái xung lực như thế này thì khả năng là những con này nó sẽ vẫn còn được được uh, nó vẫn là những cổ phiếu để nó kéo thị trường lên nhé nhưng mình cho rằng là FPT không mua được nữa nó không có điểm mua nó thật là như thế nó không có điểm mua mà bây giờ mình chỉ kỳ vọng là con này nó sẽ kiểu thế này đấy thế này làm là mình thích rồi nhé nó cứ thế này thôi là được rồi có nghĩa là nó không phải là một trong những cái tác nhân để nó nó đạt thị trường xuống là tốt rồi nhá còn cổ phiếu mà mình thấy là trụ và nó có thể nó sẽ đánh thị trường lên thì mình thấy là có khả năng nó sẽ là GVR nhá trước đấy nó có là một phiên bùng nổ này nhưng mà nó nó bị uh, rũ lại nhá bản chất cái pha rũ này nó không phải là những cái trạng thái mà nó nó phủ định cái pha bùng nổ này nhá đấy ví dụ nó phải như drc nó phải chối xuống dưới này này đó thì nó mới là một pha phủ định và nó là những cái pha bùng nổ thất bại nhá còn còn nó mới chỉ nhúng lại thôi này đấy và nó đang có cái xu hướng nó nó quay trở lại thì mình đánh giá là những con này rất có thể là nó sẽ thị trường mà bùng nổ ấy, những con này nó sẽ được kéo và sau đó nó sẽ vẫn còn kéo tiếp Nhá, nên là chú ý cho mình GVR cũng rất là hay và đáng chú ý đây chúng ta nhìn này nó cũng đang ở một cái kênh xu hướng đấy nó đang quay trở lại test kênh nhá thì mình thấy là là hay ừ, hay là những cổ phiếu kênh trên mình sẽ chọn mình sẽ chọn à, hpg nữa nói chung là cũng trao đổi nhiều rồi nhá nhưng mà mình thấy những con mà nó ở kênh trên như thế này được chưa và nó đang có cái trạng thái kiệt von như thế này nhá mà thị trường bùng nổ lên ấy, mà được kéo bởi những cái con như hpg thì những con này khả năng nó sẽ vào sóng và nó sẽ kéo lên ở những đoạn sau nhé sẽ ưu tiên những con vừa kênh trên vừa vừa trụ đó hay là mwg này đúng không đó rất có thể là những con này nó sẽ sẽ là những nguyên nhân nó kéo thị trường trước đó nó đã bùng nổ lên rồi được chưa trước đó nó đã bùng nổ lên rồi còn nói thật trong những phiên tối mà thị trường nó nó không vượt được ấy mà nó lại có những cái trạng thái bất thường ví dụ như là mwg nó lại bị phủ định cái phiên tăng này thì lúc này chúng ta sẽ 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 trao đổi với nhau về một kịch bản thị trường nó có thể nó sẽ có những cái cú rũ nhá Còn trước mắt là mình chưa thấy một cái tín hiệu xấu nào cả. Đấy, những cổ phiếu uh, cũng ở đoạn vừa rồi vượt đỉnh kênh trên này đúng không? Như BVH này, nhưng mà BVH thì mình mình muốn những cái điểm mua nó phải quanh cái vùng 46 nó sẽ ổn hơn. Đấy, nó bắt đầu nó có những phiên dòng tiền mà nó đang kiểm định cung ở đây, này, kiệt cung ạ à. Đó. thì mình cũng thấy là nếu những con này mà nó cứ bật lên thì khả năng là nó là nó sẽ 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 là những cổ phiếu mà nó được kéo lên ở đoạn sau lên ổn nha lên ổn BVH thì mình đánh giá cũng được cũng được ấy nhưng mà không ưu tiên bằng những cổ phiếu kia BVH thì nó hơi y nó thật là như thế và cái tổng thể tổng quan của nó nó vẫn là những cổ phiếu ở kênh dưới rất dưới nha cái tổng quan của nó nó vẫn là dưới nên là mình không ưu tiên lắm uh... banh thì chúng ta thấy là có HDB đúng không? Đó, có HDB. Nhưng mà HDB thì như mình đã trao đổi rồi đấy là nhóm banh thì dù nó có vượt thì mình sẽ chấp nhận một cái điều một cái điều như thế này. Một là banh vượt nhá. Nó sẽ có những trạng thái mà nó nó kéo lên thế này và nó rũ về đây nhá. Thì mình sẽ mua rũ tại đây. Đấy chưa? Hoặc là nó kéo lên đến đây, nó rũ về đây thì mình sẽ mua ở đây nhá. Chứ không mình không mua đuổi mua lưng chừng ở những cái vùng như thế này ở giữa này. Đấy chưa? Đó thì đấy nó là cái nguyên tắc nhá, nguyên tắc HDB kéo lên rất là đẹp Đấy mình thấy là khỏe đấy Nhưng mà uh, điểm mua thì bây giờ nó chưa đạt nhá. Thị trường mà kéo lên bùng nổ Thì rất có thể là những con này nó cũng sẽ sẽ bùng lên nhá. Rất có thể nó sẽ bùng lên Hoặc là nó sẽ kiểu uh, Nó sẽ kéo cả nhóm banh hoặc kéo cả nhóm chứng khoán Đấy Đấy là những cổ phiếu trụ mà mình thấy là hay Và mình thấy là tập trung được Tập trung được Nhá. HPG quanh những cái vùng 28 5, 28, 7 288 này này là những cái điểm mua mà mình thấy là hợp lý nhá, hợp lý. Như ngày hôm nay PLX trong uh, Zoom khuyến nghị thì uh, cũng có trao đổi với mọi người và tham gia mua được rồi. Đây ạ. Đúng không ạ? Hôm qua cập nhật thêm TCM và danh mục thì nay thêm PLX nữa nhé. Và các anh chị theo dõi cái cái phiên chia sẻ ngày hôm qua ấy, thì mình cũng chỉ đề cập đến đúng hai con là HPG và PLX. Nhá. Và ngày hôm nay PLX bật tăng luôn. Đấy. Nên là mình cho rằng là là trụ đoạn này đánh hay đấy, tập trung cho mình trụ. À, đấy là những cổ phiếu trụ nhá. À, sắp tới tí nữa là mình sẽ trao đổi về cổ phiếu kênh trên. Bây giờ lướt qua về một chút về nhóm chứng khoán đã nhá. Nhóm chứng khoán rất có thể là những cổ phiếu chứng khoán cũng được cũng được kéo lên nhá. Nó sẽ được kéo lên từ từ đáy từ nền kéo lên. Đấy. Chúng ta chú ý cho mình. Nhá, nhưng mà nó không phải là điểm mua. Nó không phải là điểm mua, mình cho rằng nó không phải là điểm mua. Đấy đúng không? Chúng ta nhìn này. À, cái view của TVS này đúng không? Đấy mình đã đề cập cái view là nó rũ về những cái vùng dưới này thì lúc này các anh chị mua mới ok nhá, chứ đừng có mua ở những cái vùng mà nó nó lưng chừng ở đoạn này. Mua rất dễ là nó sẽ rũ. Đấy và đến bây giờ nó rũ này. Nó đang kiệt von ở những cái vùng dưới này này. Thì à, với TVS nhá. Thì mình nhìn cái form của TVS này chúng ta hoàn toàn có thể nếu mà đánh đánh sớm, đánh sớm thì cũng có thể gom ở đây được nhưng con này thanh khoản nó nó không được nhiều. Nói thật là như thế. Đánh những con này thanh khoản nó không được nhiều. BVS này, đấy cũng uh, cũng về kênh nhá, cũng về kênh, đấy về kênh nhưng con này cũng dễ bật dễ bật, nhưng bây giờ nó chưa phải là điểm mua, nhá chưa phải điểm mua, mà nó càng nó bật lên thì chúng ta càng không mua nhá, nó thật là như thế, bật lên thì chúng ta càng không mua, đừng mua vội làm gì, đấy, nó chưa phải là kênh trên để chúng ta đánh trong cái nhịp này đâu, nhá, uh, nhóm banh. Đấy Nhóm banh nó cũng đang Đa phần nó ở Ở, ở kênh giữa đúng không Ở kênh giữa Thì nếu mà nó có bật lên Thì chúng ta cũng Đừng mua vội nhá. Đừng mua vội Đây ví dụ Mình ví dụ này Ngày mai nó có một Cú uh, uh, Bật tăng mạnh lên của STB Thì các anh chị có nên mua Theo mình là không nên mua nhá Bởi vì lên đến những cái vùng trên này này Nó sẽ lại là sao Vòng xuống Thì những cái phá rũ này Đây mới là thời điểm mua cho chúng ta Nhá Đừng mua đuổi trong phiên ngày mai Nếu mà nó bùng nổ nhá đấy là mình đang đề cập đến một trường hợp là thị trường bùng nổ đấy để vừa đề cập với các anh chị về đâu nó là rủi ro đâu nó là những cái điều chúng ta không nên và đâu nó là những cổ phiếu mà chúng ta nên tập trung nhiều hơn đó thì bây giờ chúng ta sẽ lướt qua về những cổ phiếu kênh trên nhá kênh trên thì mình thấy đoạn này uh, ngày hôm nay một số cổ phiếu khỏe này như oi này đúng không kênh trên này test về em 20 phát bật lên luôn đúng không các anh chị có nhớ là là cái cái form mà mình đề cập là những cổ phiếu ấy mà nó kinh trên nó khỏe thì nó sẽ có hai kiểu, đúng không? Nó sẽ kiểu test về, sẽ có cái kiểu là nó test về em 20, được chưa? Von nhỏ và sau đó nó bật lên luôn nhá. Thì uh, oi nó là một trong những trường hợp như vậy. Mình thấy là nhiều cổ phiếu sàn nó nó được kéo như vậy lắm. Ví dụ như là uh, TVN. Nhá, đấy. Hơi đáng tiếc là mình không để ý những cái trường hợp như thế này. Đấy, TVN nhá. TIS Đấy, bọn bọn thép này này, bọn thép nhỏ này đang kéo lên khá là mạnh nhỉ đúng không đa, đa phần là nó trước đó nó có cái lực kéo mạnh và nó nhúng về em 20 và sau đó nó đánh lên nhá khá là hay đấy rất là tiếc khi khi không để ý ttn này ừ, những cái con này nó cũng đang test lại em 20 này đấy lực đánh mạnh thì cũng mình thấy là cũng có thể chú ý và 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 nhưng mà bây giờ điểm mua nó thật là cũng hơi khó nhỉ Những cái điểm mà mình thấy là ổn thì nó sẽ là quanh những cái vùng 19 cơ 19x cơ Nhá. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp nhận một cái rủi ro Chúng ta cũng hoàn toàn có thể đánh ở những cái vùng này Để canh những cái nhịp mà nó bật hồi lên trên Được chưa Mình thấy là 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 cũng có thể thử nhá. có thể thử Chúng ta nhìn mấy cái con upcom ấy Nó cũng kiểu test về M20 Và nó bật lên Trước đó nó có cái lực đánh khỏe này Test về M20 bật lên Đấy đoạn trước này mình đánh được như vậy đấy Đoạn trước là mình đánh đúng được như vậy đấy Nên là đoạn này chúng ta chấp nhận một cái rủi ro chúng ta hoàn toàn có thể đánh nhá, yeah, hoàn toàn có thể đánh. Có thể đánh gọi là gì? Chấp nhận rủi ro cao thì có thể đánh luôn ở những cái vùng này. Đấy, đánh luôn ở những cái vùng này. Nói là rủi ro cao nhưng mà nếu mà chúng ta đánh với tỷ trọng vừa phải thì nó cũng không phải là cao lắm nhỉ. Yeah. Tỷ trọng vừa phải mà chúng ta được những cái mức lời những con này up mà nó kéo lên hai phiên thôi là cũng được khoảng 23% thì là cũng quá khỏe đúng không? Là cũng quá ngon rồi đấy. Thì mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể có thể theo dõi cho mình được nhá. Yeah. Nó là kênh trên ấy, khá là hay. Đấy, LP Bank này đúng không? Chúng ta thấy là nó cứ bám quanh cái M20 này là nó lại bật. Đấy, nên là kênh trên là nó sẽ đánh theo cái kiểu như vậy nhá. Còn những con kênh trên mà mất M20 rồi thì chúng ta sẽ sẽ duyệt lại sau, xem xét duyệt lại sau. Kênh trên nào. Mình xem có cổ phiếu kênh trên nào hay chia sẻ với mọi người nhá. Đấy, có DTD nhỉ, có DTD thì thôi DTD là cái cổ phiếu mà chúng ta gom và chấp nhận gom nó nó một khoảng thời gian khá là lâu rồi đúng không? Thì chúng ta cứ thế mà nắm giữ thôi nhá, cứ thế mà nắm giữ thôi. Tôi đang nó đang tạo một cái kênh giá ở đây nhá. Thì những con này mà thị trường bật lên thì khả năng là những con này nó cũng sẽ kéo nhá. Nên là bây giờ có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ cho mình, tiếp tục nắm giữ và nắm giữ nhá. Sẽ có ngày nó sẽ bùng nổ thôi. RE này, đúng không? RE đấy hôm qua cũng có trao đổi về con ri này đấy đấy có 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 nói chuyện với con ri này đúng không nó chạm này nó lại bật nhá nhưng bây giờ thì hết để mua rồi về mặt bằng chung thì mình thấy thị trường này nó vẫn khá là ổn nhá rất là ổn chứ chưa có gì xấu cả hdg thì ở nền nhỉ ở nền nói chung là kênh trên ở nền Đấy, điểm mua nó là những cái vùng quanh 2728 là những cái vùng mà mình đề cập nhé Còn những cái vùng trên thì thôi chúng ta hạn chế, hạn chế HAH HAH thì cũng là một trong những cổ phiếu kênh trên và nó đang chuẩn bị test lại EMA 20 này, này. Đó. Thì mình nghĩ là những cái vùng dưới quanh chạm 20 này, này, này là những cái vùng mà mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể đánh đối với HAH khi mà nó chỉ nhá. Đấy, đánh khi mà nó chạm chạm EMA 20 này, được chưa? Đấy, thì những con kênh trên ấy, nó đang nó đang có cái xung lực mạnh ấy, nó chạm EMA 20 nó sẽ lại bật. Được chưa? Mà chúng ta đánh mà nếu mà chúng ta đánh ngắn được, đánh ngắn với những cổ phiếu kênh trên như vậy cũng được nhá. Đấy, bởi vì là thị trường hiện tại uh, thị trường mà nó kéo lên ấy, thì nó sẽ ưu tiên kéo trụ và kênh trên còn thị trường mà nó giảm ấy, thì nó lại giảm hết đấy nên là mình thấy là trả tội gì chúng ta không đánh kênh trên và và những con uh, trụ bây giờ cả nhá thậm chí nó còn an toàn hơn rất là nhiều nó những con như vốt nhưng mà như vốt này bật đoạn vừa rồi nó kéo thốc quá nhỉ nó kéo lên hẳn 100% một nhịp này thì bây giờ nó cũng hơi hơi rén thật sự là hơi rén nhá hơi rén nên là mua ở những cái vùng này này là phải quản trị rủi ro khi mà làm sao nó thủng cái nền này nhá thủng cái nền 18 này được chưa nhưng mà nếu mà nói thật là về cái, cái form này thì nó cũng rất dễ là nó sẽ còn bật lên sẽ còn bật lên bao giờ nó phải thủng hẳn em 20 thì lúc ấy chúng ta mới dừng không chơi nó nữa nhá nhưng mà đánh con này hơi rủi ro rủi ro nó cao cao đấy nhưng mà chỉ ít nó vẫn là kênh trên và nó khỏe. KDH KDH là một trong những cổ phiếu bất động sản mà mình thấy là chúng ta có thể chú ý được nhá, chú ý. Ờ, những con này thì bản chất nó vẫn là kênh giữa. nhà bản chất nó vẫn là kênh giữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh trước ở những cái vùng nó là nền này này, được chưa? Và nắm bắt trước những cái cú mà nó bùng nổ lên, được chưa? Những cái form này mà thị trường nếu mà nó đẹp đúng không? Nó đẹp, nó được kéo trụ lên, kéo lên thì những cái con như KDH này mình đánh giá là mặc dù nó chưa có sóng bất động sản nhưng mà cái form nó tích lũy này đúng không nó cứ tích lũy quanh cái kênh xu hướng này, này, và nó kiệt von này, này đấy thì rất dễ là thị trường chỉ cần tốt một tí thôi là nó sẽ lại bùng nó sẽ lại bùng nhá nhưng mà những con này đặc tính của nó là bùng xong nó sẽ lại đi ngang đi ngang đi ngang xong nó mới đánh lên đi ngang đi ngang đi ngang, đi ngang đánh lên nhá nên là những con này gọi là đánh ngắn thì có thể tập trung và theo dõi được đấy, nó vẫn ở nền thì mua nó sẽ sẽ an toàn hơn HSG kênh trên nhá đang test M20 đấy mình đánh giá là ổn nhá ổn đó nên là ai mà chấp nhận được một cái uh, cái rủi ro đúng không Để và chấp nhận nếu mà nó thật là bây giờ các anh chị mà xác định mua đuổi những cái vùng trên này này thì mình nghĩ là thà chúng ta nên chọn những cái cổ phiếu này nó sẽ ok hơn nhá hsg mình cho rằng là nó đang test kênh M20 này thì khả năng nó bật lên cũng cũng có đấy, có khả năng bật cao lên, bật lên đấy. Mua thì cái vùng ngon nhất nó sẽ là cái vùng khoảng 23x đến 24. Còn bây giờ nó sẽ là cái vùng 24 đến 25 là cái vùng mà chúng ta mua và phải cẩn trọng, phải cẩn trọng hơn nhá, phải cẩn trọng hơn với một cái vị thế như vậy. Đấy cái việc mà chúng ta quản trị do nó sẽ cao hơn nhá. Nhưng mà mình thấy là khả năng mua những quanh những vùng này thì vẫn vẫn ổn, vẫn ổn. chưa? Còn cái vùng chuẩn nhất nó phải là cái vùng khoảng 238 này nhá. Cái vùng chuẩn nhất đấy. Đó, còn các anh chị mà 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 muốn tham gia vào dung khuyến nghị đúng không để để cập nhật cổ phiếu cũng như là danh mục chúng ta đánh trong cái nhịp tới thì thì cứ liên hệ với mình thông qua số điện thoại nhé đấy liên hệ với mình thông qua số điện thoại và zalo để chat với mình qua zalo thì mình sẽ hỗ trợ các anh chị cách để chúng ta tham gia vào dung khuyến nghị còn dung dung khuyến nghị thì đặc biệt là chúng ta sẽ được gì được trao được uh, theo dõi cái danh mục mà mình lọc ra nó là những cái cổ phiếu mà mình đánh giá là nó khỏe nhất trong cái giai đoạn hiện tại của thị trường được và nó có những cái biến đổi gì, có những cái cổ phiếu nào hay, mình cũng sẽ trao đổi với mọi người trong trong du nhá để lựa chọn. Đấy và các anh chị cũng sẽ được uh, minh tư vấn và hỗ trợ đồng hành đó. Còn du cộng đồng thì chắc là chúng ta sẽ chỉ vào để trao đổi với nhau, trao đổi với những anh chị em nhà đầu tư khác đúng không? Và uh, cùng nhau uh, xem về cái view thị trường chung của của mình thôi nhá. Đó. Nhưng mà nếu mà các anh chị uh, còn phân vân ấy, thì cứ trước mắt là tham gia vào dung cộng đồng, tham gia dung cộng đồng. Đấy những cái con nam long này này thì mình thấy là nếu mà thị trường này mà mua ở những cái cái nền này này thì nó cũng gọi là khá an toàn và ổn nhá. Nhưng mà nó không phải là những cổ phiếu ưu tiên hàng đầu. Nó thật là như thế. Những con này kiểu bật lên ấy, nó sẽ kiểu lại đi. Đấy, kiểu vậy đi linh sịch. Nên là để xem còn có cổ phiếu nào hay không. Hết rồi. Không có gì hay gì cả. Ờ đây chốt lại chốt lại nhé chốt lại một xíu là với cái thị trường hiện tại thì chúng ta thấy là nó tương đối là giống với năm 2021 nhỉ đấy tương đối là giống và chúng ta đang thấy là nó đoạn này nó rất dễ là nó sẽ có những cái trạng thái mà nó bỏ rơi nhà đầu tư luôn và nó dùng trụ dùng chứng khoán dùng banh gì đó nó kéo thẳng lên luôn để chợ đấy nó dùng để nó kéo lên luôn thì lúc đấy chắc chắn là nó sẽ mới kích hoạt được cái dòng tiền đúng không? Lúc đấy nó cứ phải kéo thẳng lên, lúc đấy mới kích hoạt dòng tiền và mọi người mới bắt đầu đu vào nhá? Mọi người mới bắt đầu đu vào và đến lúc đu ấy mà chúng ta không biết cách đu ấy, mà chúng ta không biết lựa chọn cổ phiếu ấy thì mình nghĩ là nó cũng là một cái thiệt nhé. Nó là một cái thiệt. Đấy thì mình sẽ cảnh báo trước các anh cho các anh chị. Bây giờ mình thấy là đa phần mọi người đều cảnh báo là thị trường nó nó có những cú điều chỉnh thôi, nhưng mà mình thấy là có điều chỉnh nó là bình thường nhá. Có điều chỉnh ấy, có điều chỉnh ấy thì mình cũng không lo bởi vì là những cái vị thế mà chúng ta đánh từ những cái vùng 1 2 40 này này nó quá là an toàn nói thật nó quá là an toàn mình thì mình không cho rằng đoạn này nó sẽ 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 điều chỉnh mạnh đâu mà nó không không điều chỉnh luôn đâu mà mình cho rằng nó sẽ làm sao nó sẽ kéo lên kéo lên luôn để nó kéo lên luôn để nó ép ép phải mua ở trên cao được chưa mà nói thật với các anh chị là nó có kéo lên luôn ấy thì chưa chắc những cái người mà mua đu ở những đoạn này này mà mua sai cổ phiếu ấy, chưa chắc đã về được bờ nhá mặc dù là chỉ số có thể là về lại một nghìn ba nhưng mà những ai mà đu một nghìn ba đoạn đấy không bao giờ chưa chắc đã về được bờ và thậm chí là một đến hai tháng sau mới về được bờ Đấy, nên là đoạn này nó thế nên là nó mới dùng trụ để nó kéo đúng không? Suốt cái đoạn vừa rồi nó toàn kéo trụ thôi. Đấy, và rất có thể là đoạn tới nó sẽ vẫn còn kéo trụ tiếp. Đây chúng ta nhìn này, kể cả những giai đoạn này đúng không? Thị trường nó lên, này, nó cứ lên một mạch này. Đấy nó có cái chỉnh đâu, nó có cần chỉnh đâu. Nhá nhưng mà nó vẫn nó vẫn cần nó vẫn kéo lên một mạch. Và đến khi nào đúng không? Nó mới bắt đầu nó có những cái phiên dòng tiền lớn vào này, chúng ta nhìn này. Những cái phiên dòng tiền nó lớn như thế này mới bắt đầu nó có những cái rung lắc ấy chứ, đúng không? Đấy, từ khi mà dòng tiền lớn nó vào nó mới bắt đầu có rung lắc. Để chúng ta nhìn này chứ cái đoạn này nó vẫn cứ kéo lên khá là nhanh đúng không rồi sau đó nó mới có rung lặng nhá nên là đoạn này uh, về view về thị trường mình thấy là nó cứ có cái sự tương đồng rất là cao đối với cái năm 2021 đấy nó cũng có những cái trạng thái mà nó chạm nghìn hai thì đây là chạm nghìn ba rồi rũ mạnh rũ mạnh về 1240 thì cái đấy nó rũ về 1140 đúng không và sau đó nó bật hồi lên bốn phiên liên tiếp đấy chứ bật hồi bốn phiên liên tiếp và nó xác nhận bởi một phiên bùng nổ rất là mạnh nhá. Đấy, thì chúng ta cũng chờ đợi xem là đoạn này nó có phiên bùng nổ mạnh như vậy hay không nhá. Đấy, nói thật là bây giờ chúng ta mà không chuẩn bị một cái kịch bản là nó nó bùng nổ lên như vậy thì đến lúc nó bùng nổ như vậy các anh chị mà kiểu cứ mua, mua bừa mua phứa ấy, rồi đến lúc thị trường nó có kéo lên 20 30 điểm nữa. Tài khoản không lãi mà thậm chí lỗ ngược, lúc đấy nó mới áp lực, đúng không? Bởi vì là thị trường nó cứ tăng lên mà tài khoản vẫn cứ giữ như vậy đúng không? thì cái tâm lý của anh chị sẽ là thôi cố gắng để cầm thêm để xem là nó bật lên hay không đúng không? Bởi vì là giờ nhảy sang cổ khác nó cũng đã kéo lên cao rồi. Đấy còn cổ của mình nó vẫn cứ nằm đấy thì cứ cầm mà hy vọng hy vọng hy vọng. Rồi đến lúc thị trường ấy nó đạp một phát từ đây xuống này thì là lúc đấy là sao? Lại lỗ ngược. Có nghĩa là sao? Một cái nhịp từ 1140 lên 1340 ví dụ như vậy. Không ăn được một tí nào, thậm chí còn lỗ ngược. Như vậy là có có thiệt không? Đấy nếu mà chúng ta không đề cập về một cái kịch bản là thị trường nó nó đánh lên luôn. Nhá đó còn mình nghĩ là thị trường này nó không đơn giản là nó 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 điều chỉnh nhẹ để cho nó mọi người kiểu cùng nhau vào đâu còn việc uh, còn vấn đề là um, bun nhé, nhá thì mình cũng chưa chưa cho rằng là nó nó là một cái bun cháp đâu nhá <laughs> bun gì mà nó tận bốn phiên này nó cứ kéo lên nó toàn trụ là trụ thôi và chúng ta nhìn này những cái cổ phiếu mà như fpt này chưa chết thì thì chả làm sao cả mwg này chưa chết chả làm sao cả bên lưới chưa chết thì không làm sao cả nhá đấy những con trụ này mà nó chưa chết nó vẫn rất là ok đấy mà đoạn này chúng ta còn nhìn lại còn có, có sự tham gia của banh nữa nhỉ đấy có cầm những cái cổ phiếu mà nó kênh dưới cổ phiếu midcap kênh dưới hoặc là penny đúng không ở kênh dưới đấy hoặc là nó đang ở kênh giữa thì lúc đấy mới sợ sợ bị điều chỉnh và rũ thôi còn nói thật cầm kênh trên ấy thì cực kỳ an toàn đấy an toàn lắm và yên tâm yên tâm nhá nên là minh mới bảo là đoạn này các anh chị mà xác định đánh ấy thì nên tập trung cho minh và đảo sang những con kênh trên nhá đào sau những con kênh trên để cho yên tâm ít nhất là phải cầm một vài con kênh trên để cho nó yên tâm cái đã nhá chứ cứ cố gắng ôm ở dưới ví dụ mình không biết được là những con này nó có tăng hay không nhưng mà mình cũng không bao giờ mình mua bây giờ nhá tại đoạn sau thì tính sau nhá đấy không mua bây giờ hay là hay là đây bây giờ thì không mua rồi đúng không bây giờ thì không mua kể cả nó có bật hồi lên nhanh như này mình cũng không mua đấy VND này không mua đây này kể cả nó có kéo đấy mọi người hô hào tạo đáy và chúng ta nhìn thấy có vẻ tạo đáy đây rồi mình cũng không mua nhá cũng không mua hay là pdr này cũng không mua đây không mua nhưng mà những cổ phiếu cao cao ấy có thể là là mua đấy nhá ví dụ như là uh, cao ví dụ như là bên lợi ích thà mua cái này còn hơn tham mua con này còn hơn đấy hay là TNR này tha mua những con này còn hơn nhá chứ không không chấp nhận mua những con ở kênh dưới thì đấy nó là cái cách đánh của mình đoạn này thì các anh chị cứ tham khảo và thấy nó phù hợp thì có thể uh, chuyển về và đồng hành cùng với mình nhé. Dung cộng đồng thì á à, Dung khuyến nghị thì sẽ có sẽ có điểm mua và 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 danh mục nhất định thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Đây, chúng ta nhìn uh, hôm nay mình uh, nhìn qua cái thị trường của châu Châu Á thì thấy khỏe phết. Hàn Quốc kết thúc phiên uh, uh, tăng cao nhất này đúng không và vượt đỉnh. Nha, đấy vượt đỉnh ở cái đoạn này tiếp tục kéo lên hay là uh, Nhật Bản đi ở uh, n nờ... cái gì ta quên mất tiêu rồi quên mất rồi <laughs> mình không nở gì ta nhỉ mình không ai check để để để, để mở đây xem mà Ừ. thôi đấy nói chung là nhật bản nó cũng cũng kéo lên nhá mình không nhớ cái 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 hiệu hiệu cái mã của nó nó ghi là gì đấy mình cũng không ai tra ở trên phái uh, phải an lắm n này sản thế giới đây n hai hai năm nhá đó đấy của nhật bản đúng không cũng làm sao cứ thế nó kéo đó nhìn châu á có vẻ là có vẻ là ấy đấy. Có vẻ là tích cực tích cực. Đa xem. Đây là đây là một góc nhìn bên cạnh thôi nhá, chứ không phải là nó sẽ là tác nhân đến cái thị trường của mình. Đấy. Được chưa ạ? Việt Nam. Được chưa? Đấy, ngày mai mà bùng nổ lên là quá đẹp. Nhá. Mà bùng nổ thì các anh chị biết phải làm gì rồi nhá. Chứ ngày mai mà bùng nổ lên mà kiểu thụ động ấy thì mình nghĩ là là cũng không nên, nhá, không nên. Nhá. Và mình cũng không gọi là uh, nếu mà nó có bùng nổ ấy, thì các anh chị cũng phải biết là mua gì và không nên mua gì nhá chứ không phải là cái gì cũng đâm đầu vào đến lúc mà nó lại kẹt ở đấy ra thì cũng 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 khổ đấy chứ? bởi vì đoạn này cái view của mình ý, là cứ phải có một cú chỉnh thì mình mới đánh đấy ví dụ nhá những cái cú chỉnh cái này chúng ta đánh nó sẽ hay hơn nhá đấy, đấy cho nó kéo lên này cú chỉnh này, đánh nó sẽ hay hơn đấy chứ? nếu lỡ nhá nếu lỡ còn ok ở những cái vùng này mà chúng ta có được hàng và chúng ta cơ cấu dần sang những cổ phiếu khỏe thì yên tâm cứ yên tâm thôi đúng không đoạn này chúng ta sẽ ăn thôi còn đến đoạn rũ này chúng ta sẽ lại đánh một cái nhịp mới nhá và phải tìm những cái nhóm ngành sóng ngành mới được chưa thì đấy là cái cách đánh của mình và cái view về thị trường của mình nhá còn bên ngoài mọi người có hô sập hay là hô thế nào thế nào thì thì mình cũng kệ thôi đúng không cứ theo cứ phải tin tưởng mình và phải đánh theo cái cách đánh của mình nhá ok các anh chị nào mà chưa tham gia du cộng đồng thì quét mã qr ngay nhá ok à, ngày hôm nay thì chắc là đến đây thôi chúng ta xem à, xem qua về à, tự doanh và nước ngoài nước ngoài thì ngày hôm nay cũng vẫn bán dòng vậy thôi đúng không? đến từ Vinhome VRE được chưa? tự doanh ngày hôm nay chưa cập nhật chưa cập nhật đấy chưa cập nhật hình như là hôm nay mình mình check qua rồi check qua rồi nó là là mua dòng, đấy, nói chung nó chỉ là một cái góc nhìn thêm thôi, còn bản chất là chúng ta vẫn phải nhìn cái sự vận động của thị trường nha và vận động của những cổ phiếu ở bên trong đấy chúng ta phải chia ra làm những cổ phiếu nào nó nằm ở trong cái nhóm nào đúng không? ví dụ cổ phiếu nào là những cổ phiếu bùng nổ nhưng mà thất bại, cổ phiếu nào là những cổ phiếu mà nó ở kênh trên và nó đang gọi là gì? gần gần nền gần nền ví dụ như HPG đấy, hay là những cổ phiếu nào là những cổ phiếu trụ kênh trên, hay là những cổ phiếu nào là những cổ phiếu trụ tiềm năng đúng không? đấy, hay là cổ phiếu nào nó đang là cổ phiếu mà nó có sóng dẫn dắt đấy ví dụ là như thế, hoặc là cổ phiếu nào nó là cổ phiếu kênh dưới, cổ phiếu nào là những cổ phiếu kênh giữa được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ phân loại ra như vậy thì chúng ta sẽ dễ đánh hơn nhá. Chúng ta sẽ dễ đánh hơn và chúng ta sẽ biết được là giai đoạn này chúng ta tập trung vào nhóm nào. Được chưa? Còn tất nhiên là trong những cái nhóm đấy nó sẽ vẫn có những cổ phiếu riêng lẻ và nó bật lên nhá. Vẫn có bật lên. Không ai có thể nói thật là không ai có thể là biết được là cái cổ phiếu nào ngày hôm nay nó bật lên bao nhiêu hay là nó sẽ bật lên hoặc là những cổ phiếu nào nó sẽ tăng. Nhưng mà chúng ta mà có cái 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 sự khoanh vùng ấy mà chúng ta giảm thiểu cái rủi ro nhiều nhất đi thì lúc ấy chúng ta đánh cái xác suất của chúng ta nó sẽ cao hơn thôi nhá. Cái tự dưng là cái xác suất thắng của chúng ta nó sẽ cao hơn. Đấy, và chỉ cần đến lúc mà uh, cái sự tính toán của chúng ta đúng này. Xác suất uh, chiến thắng cao này, đúng không? Và thêm cái sự may mắn nữa. Đấy thì lúc ấy là đảm bảo là cái tài khoản của chúng ta tăng lên rất là nhiều nhá, thị trường thuận nữa. Đấy, còn cái vùng mà nói thật là cái vùng mà đánh để để gia tăng tài khoản nhanh nhất ấy thì mình cho rằng nó phải là những cái đoạn trên này này nhá. Đấy, gia tăng tài khoản nhanh nhất ấy, thì mình cho rằng nó phải đến từ những đoạn trên và nó đến từ những cái cổ phiếu nó có nhóm ngành dẫn dắt ví dụ như là thép ví dụ như là chứng khoán ví dụ như là bất động sản nhá đấy sau những cú rũ này nó sẽ xuất hiện nhóm ngành nhóm ngành dẫn dắt đấy chưa nhóm ngành dẫn dắt thì lúc này chúng ta cứ bám vào cái nhóm ngành đấy cái tỷ suất sinh lời nó sẽ cực kỳ cao nhá còn bây giờ là nó đánh hơi riêng lẻ nhá nó đánh hơi riêng lẻ có rất ít cổ phiếu nó nó kéo mạnh như là CSV nhá rất ít rất ít hay là có rất ít cổ phiếu kéo mạnh như là Lpbank hay rất ít có cổ phiếu nó kiểu đánh như là DHT đúng không đấy rất ít hay là rất ít cổ phiếu đánh như VGI như FPT rất ít nhá rất ít trên tổng số toàn bộ thị trường này nhưng mà nếu mà chúng ta phân loại và chúng ta biết được là chúng ta đánh ở đâu ấy thì những chúng ta sẽ đánh được những cái cổ phiếu ví dụ như là đoạn này này mình đánh được FPT này đúng không các anh chị nào theo dõi mình là biết là hay là những đoạn này chúng ta lại đánh được FPT này đúng không nên là với một cái nguyên tắc mà mình đề ra nhé đúng không các chị có nhớ cái 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 uh, nguyên tắc đề ra là nếu như mà nó không thủng MA20 và RSI nó không cắt xuống dưới 60 thì các anh chị cứ yên tâm mà nắm giữ thôi. Đó thì đến bây giờ nói thật là các anh chị vẫn cứ vẫn cứ giữ được hàng thôi. Nhá, vẫn cứ giữ được hàng thôi, chả mất đi đâu được. Được chưa? Nếu mà chúng ta vẫn cứ tuân thủ nhá. Khách hàng của mình vẫn rất nhiều người đánh được từ những cái vùng dưới này này, đến bây giờ vẫn cầm. Được chưa? Đấy. Mặc dù nó có những cái tín hiệu báo bán à, tín hiệu bán cực mạnh như thế này, đúng không? Nhưng mà chưa vi phạm là chúng ta vẫn cầm. Đấy, có thể là đoạn này nó sẽ mất thời gian nó đi ngang. Nó mất thời gian đi đi ngang và thậm chí nó có thể phân phối. Nhưng đúng không? Cứ bao giờ vi phạm chúng ta mới, mới bán thì là là chúng ta sẽ nắm giữ được nó đến được cuối thôi đúng không? Chứ làm sao mà đoán được đâu là phân phối, đúng không? Ở những phiên này thì đoán phân phối thì sau đó nó lại còn kéo, đúng không? Đấy, những cái đoạn này đoán phân phối thì nó lại còn kéo nhá. Còn những đoạn này bạn đoán phân phối đúng không? Thấy có dấu hiệu thì chúng ta chỉ là dấu hiệu thôi nhá. Nhưng mà cái điểm bán ấy nó phải là những cái nó phải là những cái gì mà chúng ta phải thống nhất từ đầu. Nhá, Ok, thì đấy là là nội dung mà mình muốn trao đổi với mọi người ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái video ngày hôm nay sẽ giúp mọi người uh, chuẩn bị tốt cho cái nhịp tới. Và mình cũng hy vọng rằng thị trường nó sẽ bùng nổ như như mình nói nhá. Mình rất là hy vọng. Đấy, nói chung là đoạn này chỉ mong thị trường nó tăng lên thôi. Chứ nhiều người vẫn đang mong thị trường sập và sập thật sâu để họ uh, hy vọng họ đúng, nhưng mà mình nghĩ rằng thị trường này nó sẽ đánh ngược lại và nó sẽ làm cho họ những cái người mà thị, mong thị trường sập ấy sẽ không bao giờ vào được hàng. Và những người đấy sẽ phải đủ ở những cái vùng trên 1.300 mình đảm bảo luôn những người đấy sẽ phải đu ở lại vùng 1300 đấy còn đến bây giờ nhá nói thật mà cứ vẫn cứ hô sập ấy, đến những cái vùng mà nó lên đến vùng 1300 sẽ phải đu giống như là những thời điểm mà tám 180 này là cái vùng đáy mình có đề cập là những ai mà kiểu cứ hô sập ấy, mà đánh những đoạn này mà không đánh sớm ấy, không có sự chuẩn bị sớm ấy, đảm bảo sẽ phải đu lại ở những vùng 1300 đấy thì bây giờ chúng ta nhìn ấy, là đu còn gì đó. nhá Ok thì uh, bye bye các anh chị nhá Bye bye